Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của phụ nữ Amazon. Sáng ngày 1 tháng 6 2023, gặp gỡ ba phụ nữ đại diện của Hội đồng Giáo hội Amazon và mạng lưới Giáo hội Liên Amazon, Đức Thanh Cha đã khuyến khích sự dấn thân của phụ nữ và nói rằng không ai có thể ngăn cản sự thay đổi. Ngày 4 tháng 3 2023, cô linga cô Jessica Patiachi và sơ Laura Vicuña đã gửi thư cho đức thánh cha để xin được ý kiến và trình bày những lo ngại của họ về các cuộc tấn công nhằm vào các vùng đất của họ ở ecuador colombia và peru về cuộc đấu tranh trong nhiều năm để bảo vệ miền amazon và người dân ở đó đồng thời cảm ơn đức thánh cha về sự quan tâm ngài luôn dành cho miền đất này của thế giới vốn là nền tảng cho toàn bộ hệ sinh thái ba điểm quan trọng đã được đề cập trong cuộc đối thoại với đức thánh cha công việc của những phụ nữ trong giáo hội của vùng sự công nhận của giáo hội về công việc này thực tế của người dân bản địa và của giáo dục ba nhà lãnh đạo bản địa đã trình bày mối quan tâm của họ với đức thánh cha để ngài biết về họ nỗi sợ hãi lớn nhất liên quan đến các chính sách được thực hiện ở nhiều nơi và theo họ thể hiện sự tấn công vào nhân quyền trên phạm vi quốc tế nhưng trên hết là quyền của cư dân amazon nhiều chính sách trong số này có mục đích thương mại về phần mình đức thánh cha ca ngợi sự dấn thân của phụ nữ amazon sự nhạy cảm của họ công việc truyền giáo của họ Cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha cũng đề cập đến thực tế xã hội giáo dục và xã hội mục vụ của Amazon, nhấn mạnh vào sứ mạng và các thừa tác vụ của phụ nữ trong giáo hội. Về điểm cuối cùng này, Sơ Imra Laura thuật lại, tất cả đều đồng ý rằng sứ mạng mà mọi phụ nữ đã và đang thực hiện trong giáo hội từ lâu nay không thể dừng lại. Người phụ nữ chính là gương mặt mẫu tử này của giáo hội, và phụ nữ trong giáo hội chính là những người mang lại những thay đổi nhằm thúc đẩy việc truyền giáo của giáo hội. Sơ nói, rõ ràng là phụ nữ chúng tôi hiện diện trong vô số cộng đồng, khuyến khích và thúc đẩy mọi người, không đánh mất niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng sự phục vụ mà chúng tôi cống hiến cho giáo hội không được công nhận, tạo ra những căng thẳng có thể được khắc phục bằng việc công nhận các thừa tác vụ mới dành cho phụ nữ theo tính cấp bách của thực tế xã hội một vụ của giáo hội ở amazon